Điều chúng mình chưa biết. Tập phim Tại sao chúng ta cận thị? Méo. Méo ơi, ngủ đi con. Dạ mẹ, méo ngủ mất tiêu rồi. Méo, sao con còn chưa ngủ vậy? Con đọc truyện có phải không? Cận thị là căn bệnh quá quen thuộc mà khi nhắc đến ai cũng đều biết hết đúng không? Trong lớp của chúng ta có ít nhất một bạn bị cận thị. Đi ra đường chúng ta cũng dễ bắt gặp những người bị cận thị nữa. Theo thống kê hiện nay, có khoảng 1,5 triệu học sinh ở Việt Nam mắc bệnh cận thị đó. Cận thị làm giảm sức nhìn của chúng ta, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt học tập như là nhìn kém, đọc viết chậm, đọc chữ hay bị nhảy dòng, chép đề sai, dẫn đến kết quả học tập giảm sút, làm chúng ta trở nên rụt rè và thiếu tự tin. Không những vậy, cận thị còn hạn chế một số ngành nghề của chúng ta sau này, như là công an nè, thi công hay những nghề đòi hỏi sự tinh vi và chính xác nữa. Vì vậy, khi có dấu hiệu mắt mờ, nhìn không thấy rõ thì các bạn nhớ nói với gia đình để được đến cơ sở y tế, bệnh viện chuyên khoa mắt để khám và đo thị lực, và còn được tư vấn đeo kính hay không đeo kính nữa đó nha. Hả? Ủa? Chào buổi sáng Méo. Chào dài. Hả? Sao mà mắt cậu đen thui, nhìn mệt mỏi quá vậy? Tôi không có mệt, chỉ là con mắt tôi nó chưa ngủ dậy thôi. Chắc chắn là đêm qua cậu lại lén đọc truyện trong đêm chứ gì? Thì có đọc chút xíu. Cậu có biết vì chúng ta đọc sách thiếu ánh sáng sẽ làm mắt chúng ta mệt mỏi và gây ra cận thị hay không? Hả? Vậy nguyên nhân gì dẫn đến chúng ta bị cận thị? Một số nguyên nhân mà chúng ta thường biết đến như là đọc sách quá gần nè, đọc trong điều kiện thiếu ánh sáng, tiếp xúc quá nhiều ánh sáng từ thiết bị điện tử, ngồi học không đúng tư thế cũng là nguyên nhân gây ra cận thị nữa đó các bạn. Ngoài ra, cận thị cũng có thể do bẩm sinh, cũng có trường hợp do di truyền từ bố mẹ. Thông thường, bố mẹ cận thị từ 6 diốt trở lên thì mức độ di truyền là 100%. Nhưng một nghiên cứu gần đây cho rằng cận thị là do mắt tiếp xúc quá ít với ánh sáng mặt trời. Những đứa trẻ thường xuyên ở trong bốn bức tường, ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, có nguy cơ cận thị cao hơn so với những đứa trẻ thường xuyên hoạt động ở bên ngoài. Các nhà nghiên cứu giải thích rằng có thể là vì ánh sáng mặt trời kích thích việc sản sinh ra vitamin D, là thứ vitamin giúp bảo vệ hệ miễn dịch và não bộ, và có thể cũng điều hòa sự lành mạnh cho mắt. Ánh sáng mặt trời còn kích hoạt việc tiết ra chất dopamine trực tiếp vào mắt, kìm hãm quá trình to lên của cầu mắt. Tưởng gì, nắng đã có nón, mưa đã có dù, cận đã có kiến. Ủa, không phải cậu cũng đeo mắt kiến hả? Vậy là cậu không biết rồi. Mắt kiến chỉ là hỗ trợ mắt chúng ta một phần mà thôi. Nếu chúng ta vẫn không có những thói quen tốt để bảo vệ cho mắt thì mắt chúng ta sẽ bị mờ dần đó. Nguy hiểm quá dạ. Vậy cậu nói coi, tại tôi có mấy ngón nè. Ba ngón chứ mấy, tớ bị cận chứ đâu có bị mù đâu. Mà
sao người ta đeo kính nhìn trí thức quá vậy? Còn cậu đeo kính nhìn giống Nobita. Còn tớ nghĩ nếu cậu đeo kính, nó sẽ che được nửa cái mặt méo của cậu đó. Như vậy chắc chắn nhìn có vẻ sẽ tròn hơn. Ê, cậu dám chê mặt tôi méo hả? Hả? Chứ sao, cậu nói mặt tớ ngốc giống như Nobita làm chi? Ủa, ngốc thì tôi nói ngốc chứ sao nữa? Chứ cậu có tròn bao giờ đâu mà sợ méo. Vậy? Hả? Nói gì vậy? Hả? Vậy để có một đôi mắt khỏe mạnh, chúng ta cần phải chăm sóc và bảo vệ mắt bằng cách không bắt mắt mình phải làm việc quá sức, như xem TV không được quá lâu, làm việc với máy tính nhiều giờ, cũng như là đọc sách thiếu ánh sáng. Trẻ em dưới 6 tuổi tiếp xúc dưới 30 phút một ngày. Trẻ em từ 6 đến 14 tuổi thì dưới 60 phút một ngày. Trẻ em trên 14 tuổi thì dưới 90 phút trong một ngày. Góc học tập cần đặt gần cửa sổ, tránh ngồi nơi khuất bóng, tư thế ngồi học đúng, kích thước bàn ghế phù hợp. Không nằm, quỳ để học bài, viết bài. Không nên đọc khi đi trên ô tô, tàu hỏa và máy bay. Và cân bằng dinh dưỡng mắt cho trẻ bằng cách cung cấp thức ăn có đầy đủ vitamin A, E, C và nhóm B. A. Chữ gì đây? B. Tiếp. E. Tiếp. F. Ha, còn chữ này. À, chữ đó nhỏ xíu sao tôi thấy được? Cậu đứng gần lại xíu đi. Ê, đâu có được. Đây là khoảng cách chuẩn rồi đó. Cậu mà không thấy là cận thiệt rồi đó nha. Đồ ăn gian. Rõ ràng là cái ô vuông chứ có phải chữ đâu. Ha. Tớ hù cậu thôi. Ừ, nhưng mắt cậu đã có dấu hiệu mệt mỏi rồi đó. Cậu không nên đọc sách trong điều kiện thiếu ánh sáng hay nhìn quá sát. Và phải nhớ ăn nhiều thức ăn chứa nhiều vitamin A, như là cà rốt nè, bí đỏ nè, đu đủ nè, để có một đôi mắt khỏe mạnh nha. Ê, tôi biết rồi, tôi và ăn cà rốt đây. Nhưng mà cậu nhớ đừng có ăn nhiều quá đó nha. Đi mất tiêu rồi. Hi, xin chào các bạn nhỏ. Ngày hôm nay, Dạ có một câu hỏi dành tặng cho các bạn nè. Câu hỏi đó chính là: theo các bạn, trẻ em từ 6 tới 14 tuổi được phép tiếp xúc với các thiết bị điện tử bao nhiêu giờ một ngày? A. Dưới 60 phút một ngày. B. Dưới 30 phút một ngày. C. Trên 90 phút một ngày. Và D. Dưới 90 phút một ngày. Các bạn hãy nhanh chóng comment câu trả lời chính xác và nhanh nhất bên dưới đây để có cơ hội nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.